nhất trong những ngày đó đó. Gà nào mà ăn nó phải là thứ dữ mới ăn nó nổi đó. Hay lắm á, gà đó quá hay á, hay mà gọi là quá hay đó. Hay hơn con này nữa. Gà của chú hả chú? Gà này của chú hả?